Chị Phương, sao đợt này cô Linh lại chú Nguyên về trễ vậy? Con bé này, ở nhà không có người lớn, lo mà hưởng thụ đi, sướng chết. Hey, xin chào hai các bạn. Xin chào chị Phương. Ăn không? Không ăn. Ê này, bây giờ em có một bất ngờ. Món quà siêu to, siêu khổng lồ. Chị nhận không? Nói gì nữa đó, xào xào đi nha. Trời ơi, người ta tặng quà mà cũng chửi luôn hả? Nói chung là có nhận không? Bây giờ nhá, để tăng thêm phần bất ngờ ấy, thì chị nhắm mắt vào đi, em sẽ tặng cho chị cái món quà đó. Ok. Ê, không chơi trò đó nha. Trên đời này con gì chị cũng sợ hết trơn á, trừ có con thôi à. Con gì? Con gì? Em cũng không biết lắm. Nói to. Ở đây có ba người, cùng lắm cô bé đằng sau kìa. Hỏi chi? Hỏi biết. Trời ơi, ba người thân mà. Đúng rồi đó, em không nói ai đâu. Con chó đó. Trời ơi, nói đi, tự nhiên chửi mặt người ta vậy ơi. Chị nói là chị thích con chó à. Cho nên chị có mỗi con chó là chị không sợ thôi. Chứ bây giờ em mà chơi cái trò bịt mặt chị vô nha, xong rồi lát hồi đưa cho chị cái con gì xỉu tại chỗ giờ. Trời ơi, làm gì mà đa nghi nhau vậy. Nhanh nhát mà. Ờ, cứ nhắm mắt lại đi. Nhanh mắt lại. Đây, từ từ. Té, cái này đồ to lắm á. Quà to. Mày từ từ đừng có háo hức nha. Đó. Thang. Đó, bất ngờ ghê chưa. Đâu, quà siêu to khổng lồ đâu. À, thì đó, đằng sau chị kìa. Ông Đức, ông nấu cho mà ăn ấy. Không biết dọn dẹp đi để tớ lừa ở đấy. Bất ngờ chưa. Trời, bà Phương. Một mình bà ăn hết nguyên một cái đống luôn hả? Nghĩ sao vậy? Đương nhiên là có phần của huynh nợ rồi. Không lẽ em bắt chị rửa hết? Ờ, thì chị là con gái mà. Lại là chị lớn trong nhà nữa. Cái đống này không phải của chị thì của ai? Nếu mà em đã coi chị là chị lớn trong nhà hả? Thì chị là người có quyền giao việc cho em, chứ em không có quyền giao việc cho chị, nghe chưa? Nè, chị tính là cái đống bát đũa này là giao cho em hết hả? Không có đâu nha. Không, nhưng mà chị sẽ giao cho em việc khác. À, tôi thấy chị Phương nó đúng á. Ông là con trai thì ông nên nhường việc nhẹ cho con gái, còn việc nặng nhọc thì nên dành, đừng nên đùn đẩy. Cái bà này, bà phe nào ấy? Công bằng. Mà cái việc rửa bát này có nặng nhọc gì đâu trời. Chứ em nghĩ việc rửa chén này là việc nhẹ nhàng lắm hả? Nhẹ tênh, chả gì hết á. Ok. Nếu mà việc nhẹ nhàng như vậy hả, thì chị phải giao cho em trai của chị chứ. Còn việc nặng hả, cứ để chị lo. Không, việc nặng nhẹ thì tôi cũng không làm hết á. Với cả đây là nhà của tôi mà, tôi muốn làm gì thì làm ấy. Có một điều ấy, là cha con cô ấy chỉ là người ở ké thôi, quyền hạn gì ở đây. Cái thằng này hả? Nói gì hả, hổng lắm. Đánh đi. Cô Linh đó, hai người phải coi nhau như người một nhà rồi mà. Người một nhà gì cái người này hả? Không thèm. Có cái chuyện nhỏ xíu vậy à, cũng làm được mén xíu cái đánh lộn rồi. Không lẽ giờ tôi làm chứ. Alo, anh Thành hả? Trời ơi, qua nhà Winner gấp nha. Mấy đứa này, từ trước đến giờ ở nhà anh đâu có phải làm gì đâu. Anh không biết rửa bát, anh không biết rửa ly, không biết rửa chén. Thế mà bây giờ mỗi ngày anh phải rửa hàng trăm cái ly, hàng trăm cái chén. Có làm sao đâu, mà mấy đứa không làm được. Ghê, công nhận anh Thành giống siêu nhân đó nha. Vậy thôi, anh Thành vô trong rửa hết mấy cái đó đi nha. Để cho hòa bình đây nó yên ổn. Thôi, việc của mấy đứa sao anh lại phải làm? Đâu phải của em đâu. À, thật ra thì anh làm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà không biết là Phương và Winner có đủ tiền để trả thù lao cho anh không? Ôi dồi ôi, bọn em làm gì có tiền mà trả cho anh. Rửa có vài ba cái ly cái chén cũng đòi lương bổng nữa. Thôi anh đùa mà, làm gì mà căng. Việc này nó nhỏ nhẹ thế này, làm sao mà anh phải đòi tiền mấy đứa. Vậy anh làm đi. Không, việc ai người đấy làm chứ. Ba mẹ mấy đứa đi xa như này là cơ hội tốt nhất để mà mấy đứa ở nhà có thể tập trung mà trau dồi thêm những kỹ năng khác. Cái việc còn con thế này mà còn không làm được thì những chuyện lớn hơn xảy ra ai lo cho mấy đứa? Không tự giải quyết được thì ai lo? Đúng. Chuyện nhỏ mà không lo được, lỡ chuyện lớn là sao? Lỡ tự nhiên đang nấu ăn cái chén nhà biết là sao? Tào lao. Thì thôi. Thôi rồi. Bây giờ thống nhất lại này. Winner rửa chén, Phương rửa ly, được chưa? Mắc gì, cả ngày em có uống ly nào đâu mà phải rửa.
Trời ơi, thì bà ăn xong bà vứt đó cũng không có ai rửa đâu. Thôi thôi thôi, được rồi. Bây giờ nhá, chung quy là ai ăn, ai ăn này uống cái gì, người đó rửa cái đấy. Sao mà nhớ được anh, bao nhiêu cái bát, bao nhiêu cái ly ở đó làm sao mà nhớ được. Cái thằng nhóc này, không biết có phải là đàn ông không nữa, suốt ngày đi so đo với con gái. Thôi, chuyện nhà mấy đứa em không giải quyết đâu, tự nói với nhau đi. Mấy đứa có biết là ba mẹ mấy đứa vừa gọi cho ông Đức báo tin là sẽ phải ở lại đó vài ngày, mà bây giờ cái chuyện còn con như rửa ly rửa chén còn không giải quyết được với nhau, mấy đứa có thể tưởng tượng là cái nhà này mai sau thành cái gì không? Một ổ rác đầy siêu vi trùng gây bệnh, đấy biết không? Trời trời, có khi nào sau này em nên ở nhà em luôn, khỏi qua đây chơi không? Nếu mà hai em bằng tuổi Candy thì anh không nói làm gì, còn đằng này mệt quá luôn á, thiệt. Trời ơi, em phải tươi lên chứ. Mặc dù là mình gặp sự cố ở nước ngoài nhưng mà về tới đây mình đừng có cho tụi nhỏ nó biết sự cố của mình. Chứ nếu tụi nó biết á, tụi nó không có lo cho mình đâu mà tụi nó còn cười cho thúi cái mặt tụi mình ra luôn á. Tươi gì nổi mà tươi, em lo muốn chết luôn. Không biết ở nhà tụi nó nhà cửa làm sao rồi, ăn uống làm sao rồi. Mà em đã gọi cho tụi nó là nói là mình sắp về chưa? Anh nghĩ là tụi nhỏ chắc gặp mình đã vui dữ lắm nè. Thôi 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 ông ơi, không có đâu. Chỉ có mình lo lắng cho tụi nhỏ thôi, chứ tụi nhỏ nghe tin mình ra khỏi nhà tụi nhỏ mừng húm mà. Được tự tung tự tác mà. Đó, bây giờ mới sợ nè. Mở cái cửa ra một cái, trời ơi, cái nhà mình là như cái bãi chiến trường. Rác rưới áo quần rồi, đồ ăn đủ. Em tưởng tượng thôi em không muốn vô nhà rồi đó. Nè 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 nè, em đừng có lo lắng quá, còn có anh đây mà, anh sẽ phụ em ha. Bây giờ nè, sẵn sàng chưa? Đối diện sự thật. Vô. Có hoa nữa hả? Anh, mình có đi lộn nhà không? Ở nhà mình mà. Ừ thì đúng rồi, nhà mình đó. Nhưng mà tại sao nhà mình lại sạch sẽ như vậy? Em tưởng tượng là phải một bãi chiến trường khủng khiếp lắm kia mà. Chết rồi, tụi nhỏ đâu? Anh ơi coi nào, mấy đứa nhỏ nhà mình bị bắt cóc không anh? Nó bị bắt cóc rồi hả? Phải không, bị bắt cóc. Cái ông này sao? Ông gì? Sao á? Em nói bậy nói xàm vậy thì bây giờ anh an ủi em, anh còn hù vô với em nữa. Vậy chứ ai là người dọn dẹp cái nhà mình? Hay là mấy tụi nhỏ? Phải không? Con mình tài giỏi mà. Thôi nghe em mừng quá, tụi nó chào mừng mẹ đã về. Mẹ đã về. Thôi 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 thôi. Trời ơi, mẹ điếc hết cái lỗ tai rồi. Ôi, con trai của mẹ nãy giờ núp ở đây đó hả? Dạ. Trời ơi, mẹ hỏi nè, mẹ hỏi nè. Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng gì là ai dọn vậy? Con. Cái gì? Con làm. Thì cũng có Winner nữa. Đương nhiên rồi, con. Winner làm gì nè? Thì mẹ nhìn cái nhà sạch nào là con với Phương làm không á? Mẹ cứ tưởng bước về nhà là một đống quan tàn đổ nát. Mẹ đang sợ là mẹ phải vật vã với đống chiến trường đó. Ai ngờ nhà sạch sẽ tinh tươm như vậy. Trời ơi, có mẹ sao? Thương quá. Thiệt á, bất ngờ với hai đứa con lắm à nha. Cho nên á, đợt này ba cũng quên mua quà tụi con rồi. Gấp gáp quá không kịp mua quà. Cho nên nó bù lại hôm nay ba sẽ dẫn cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Trời ơi, đi ăn nhà hàng vậy là không phải rửa chén rồi. Thôi được rồi, nhân ngày là ba mẹ về này, con cũng có một món quà mà siêu to, siêu khổng lồ cho ba mẹ luôn. Quà luôn hả? Đương nhiên rồi. Đừng nói là quên rửa chén nha. Không có nha, rửa chén là đâu vào đấy rồi. Đây, trời ơi. Nè, hóa đơn tiền điện nguyên một tuần qua ba mẹ đi chơi. Bọn con ở nhà là sợ ma với cả là nóng này, bọn con không dám tắt đi. Nên là tiền điện nó hơi cao chút xíu. Trời ơi, có gì đâu mà. Ba mẹ đi có 1 tuần thì tiền dạ. Tăng bao nhiêu? Cái gì cái gì vậy? Cái gì mà gấp 2-3 lần dữ vậy? Muốn gấp 3 luôn vậy Quýnh đó. Con cũng có một món quà. Gì nữa con? Quà nữa. Dạ, dạ quà nữa, quà chứ. Dạ. Cái này là hóa đơn tiền ăn. Cũng không có nhiều hết trơn á ba.
Cái gì đây? Hóa đơn tiền ăn, dạ, dịch vụ dọn dẹp. Nói vậy là hai đứa ở nhà không có làm gì hết. Dạ. Thế người ta về làm. Dạ, đúng dạ. rồi. Dạ, luôn. Tại vì cô cũng biết á, tụi con sợ là rửa chén không có sạch, cho nên là mới kêu người ta về làm với lại xếp đồ ăn cho nó tiện. À, nó ăn cũng không nấu luôn. Dạ không. Cho nó tiện đúng không? Dạ đúng. À, thôi 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 thôi. À, ba với mẹ vừa đi về mệt rồi, bây giờ ba mẹ lên tắm rửa đi xong rồi nhà mình đi ăn nhà hàng, được không? Nhanh nhanh nhanh. Không. Không có nhà hàng gì nữa hết á. Ba mẹ đi xa về thấy nhà cửa gọn gàng, tưởng là tụi con làm đang vui mừng, cuối cùng là toàn là người khác làm không à. Cho nên không có nhà hàng gì nữa hết á, ở nhà ăn cơm tiết kiệm. Ừ.